sinh an lành, cùng đến Ban Ninh, Linh Ngay Lộc Vàng. Vâng ạ, để lan tỏa một mùa Giáng sinh an lành đến tất cả mọi người thì công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Ninh tổ chức chương trình Quay Số May Mắn với phần quà vô cùng hấp dẫn là hai chậu kiếm LED sọc phát tài dành tặng cho quý cô chú anh chị nào may mắn nhất trong ngày hôm đó, trị giá lên đến gần 30 triệu đồng. Vâng ạ, và làm thế nào để có cơ hội nhận được hai phần quà này nhỉ? Mấy chị mình hãy xem các em hướng dẫn để mình biết thêm chi tiết nhé. Bước 1, mấy chị mình hãy truy cập vào fanpage Vườn Lan Cúc Hương. Bước 2, cả nhà mình nhấn like trang cộng chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân ở chế độ công khai. Và bước thứ 3 là anh chị mình được comment 3 chữ số bất kỳ, gồm 3 chữ số từ 0 đến 9, cộng kèm tên 3 bạn bè của mình, cộng kèm số điện thoại. Và lưu ý rằng mỗi anh chị mình chỉ được comment một lần duy nhất và comment đó không được chỉnh sửa. Và cú pháp cụ thể như sau: 3 chữ số bất kỳ, dấu cách A cộng tên Facebook 1, dấu cách A cộng tên Facebook 2, dấu cách A cộng tên Facebook 3 và cộng số điện thoại. Ví dụ 3 chữ số của mình yêu thích là 7, 8, 9 thì mình sẽ comment như sau: 7, 8, 9 cộng Phương Nguyễn, cách A cộng Hoàng Trân, cách A cộng Hoàng Vũ Tuấn và cộng số điện thoại của quý chị mình nhé. Và quý khách hàng may mắn nhất là khách hàng comment đón đúng đầu tiên và đúng thể lệ của chương trình theo các bước đầy đủ phía trên và phải bình luận trước thời hạn bình luận kết thúc. Ngoài phần quà đặc biệt này còn có 5 phần quà khuyến khích khác dành cho 5 cô chú anh chị mình khác nữa ạ. Và mỗi phần quà trị giá là 250.000 đồng bằng hiện vật và bằng cách là chọn ngẫu nhiên trong phần bình luận ạ. Và thời gian bắt đầu bình luận là ngày 22 tháng 11 năm 2022 đến 19 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2022. Và thời gian diễn ra live stream trực tiếp trên fanpage Vườn Lan Cúc Hương sẽ vào 19 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2022, cho nên là quý khách hàng mình đừng bỏ lỡ livestream ngày hôm đó nhé. Và ngoài những cái phần quà dành tặng cho cô chú anh chị mình trên fanpage này thì bên em còn có rất là nhiều phần quà khác dành tặng cho những anh chị mình trên fanpage khác trị giá lên đến 100 triệu đồng. Cho nên là ngay từ bây giờ quý anh chị mình hãy nhấn thích fanpage này giùm em để mình có nhiều cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khác nhé. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 0353407979 hoặc 0342807979 và nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Chúc quý khách hàng may mắn!